Chúng ta đã xác định được đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Đó là đội tuyển Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đúng không ạ? Anh nghĩ sao về cái trận bán kết này của Việt Nam chúng ta với cả đội tuyển Triều Tiên? Vâng, dù cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mà có nhiều lợi thế trước khi bước vào trận bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019, khi mà chúng ta được nghỉ nhiều hơn đối thủ và chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn sự cổ vũ cuồng nhiệt từ trên những khán đài. Nhưng nếu để cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có được một tinh thần thi đấu hưng phấn thì sẽ vô cùng khó khăn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hãy nhìn cái cách mà đội bóng này thi đấu trong trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng và đặc biệt là trong trận đấu vào ngày hôm qua khi họ đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ An Tây của Kazakhstan thì chúng ta có thể hiểu được điều này. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được đánh giá cao hơn so với câu lạc bộ An Tây và quả thật trong trận đấu này, đội bóng của Đông Á đã thể hiện một sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Có những thời điểm, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trang phục áo xanh tung tới 3 vị trí dự bị vào sân, nhưng vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng trước An Tây. Sau đúng 70 phút, trận đấu khép lại với phần thắng 25-10, 25-12 và 25-15 dành cho đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thắng trận này, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào bán kết gặp đội tuyển Việt Nam. Trước đó 2 tiếng, lúc 17 giờ ngày mai là trận bán kết 1 giữa câu lạc bộ NEC Red Rockies và câu lạc bộ Phúc Kiến. Trước khi thưởng thức hai trận bán kết, quý vị và các bạn có thể theo dõi trận tranh hạng 5 giữa Đại học Đài Bắc Trung Hoa và câu lạc bộ An Tây cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và ứng dụng VTV Sports.